Hi, xin chào cả nhà nha. Và trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho mọi người một cái loại cây, đó là cái cây này đây. Cây râu này đây. Cái râu này người ta gọi là râu độc chọi á mọi người. Độc chọi. Thì tôi cũng thấy mấy cái người mà người Mãn, người Tày rồi ấy, họ ăn mà tôi chả biết râu gì. Họ nói là râu độc chọi thì khi tra lên mạng thì tôi thấy cái râu này họ bán 50.000 một ký á, 50.000 một ký rau này á, rau này đây thì 50.000 một ký. Và tôi cũng có nghiên cứu về cái rau độc chọi này thì thực ra nó kia này, mấy cái đọt non của nó trên kia này được ăn này, ăn được đó, người ta bán là bán cái đọt non nó đây này, đây khá là nhiều này. Đây người ta họ bán, họ hái những cái đọt non như thế này này, họ ăn này, và họ hái họ bán 50.000 một ký như thế này đây mọi người ạ. Thì cái rau độc chọi này nó có công dụng là mọi người lấy, nó có công dụng là hạ sốt khi mà mình bị sốt cao á, bị sốt cao thì mình lấy cái thân này này, cái thân của nó á, về mình phơi khô, chặt nhỏ phơi khô, và khi mà bị sốt đang lên cơn sốt cao á thì mình uống, mình xác mình uống với liều lượng là 30 gram. Mình xác mình uống thì nó có sẽ giảm hạ sốt đúng không? Đó mọi người ạ. Còn cái đấy về rau độc chọi này, quý vị cũng có thể là tra lên Google để biết thêm. Đây này, người ta họ lấy cái này họ bán này 50.000 một ký. Cũng chả biết nó ăn nó như thế nào, nhưng có tốt hay không mà họ bán 50.000 ký. Nói chung là cái rau này thì nó hạ sốt. Hạ sốt. Đó. Thì theo tôi nghĩ nó hạ sốt thì nó không có tính mát, bởi vì khi chúng ta sốt cao á là trong cơ thể chúng ta rất là nóng, nó hạ sốt. Rồi trị về viêm ngoài da đó, viêm da đó là người ta họ cũng giả nát cái lá đọt non này, người ta họ đắp lên này ở ngoài da này. Còn ngoài ra thì quý vị cũng có thể là tra lên Google để quý vị biết thêm về công dụng của nó. Nó có công dụng là hạ sốt đó mọi người. Và trên thị trường người ta họ bán cái rau này để xào ăn, xào với thịt với cá rồi ăn là 50.000 một ký rau này này, cũng quý ha mọi người ha, quý chứ rau 50.000 một ký đâu phải rẻ đó, một ký thì nó có bao nhiêu đâu đúng mọi người. Rồi mắc tính ra là như vậy là nó mắc hơn cả rau dớn á, đó, mắc hơn cả rau dớn đó mọi người. Thì lá nó cũng tương tự, theo tôi nghĩ cái vị của nó chắc cũng cũng như rau dớn thôi. Tôi cũng chưa ăn bao giờ, thấy người ta hái thì tôi cũng hỏi ra ra và tôi tra tôi nghiên cứu thì tôi thấy là nó là đúng là nó là rau độc chọi và nó có công dụng làm hạ sốt, làm hạ sốt cấp thời và có thể điều trị các chứng viêm da, viêm ngoài da rồi đấy, lỡ ngứa rồi đấy, là người ta họ giả cái lá này họ đắp bên ngoài rồi trị ngoài da, còn sốt thì cứ xách nước uống khi đang lên cơn. Ngoài ra cái rau này xào ăn rất là ngon đó, người ta nói ngon thôi chứ tôi chưa ăn bao giờ. Như vậy là hôm nay tôi sẽ hái gì ăn ăn thử. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Và nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những cái video khác tôi chia sẻ lên mọi người nhé. Và đừng quên cho tôi xin một lượt like nha mọi người nha. Like tức là thích video đó. Đừng quên cho tôi một lượt like. Share video cho nhiều người cũng biết đến video của tôi hơn. Đó là cách mà mọi người ủng hộ tôi rồi đó. Cảm ơn quý vị đã xem video của tôi. Bye bye. Hẹn gặp lại các video khác. Bye bye.